Bếp số 1 ở thung lũng bay luôn đó nha. Xin lỗi, tôi không có hứng thú đối với đồ ăn. Anh nói như vậy làm tôi khó xử lắm. Trời đất ơi, anh đi đi mà. Chúng ta ra ngoại ô, hít thở không khí mát mẻ trong lành. Không khí ở quê tôi rất là ngọt ngào nha. Ngoài trời lạnh lắm. Xin anh đó. Được rồi, tôi nói thật cho anh biết, mẹ tôi muốn mời anh tới nhà ăn cơm thôi, để cảm ơn anh chăm sóc con gái của bà ấy đó. Được. Thật hay giả? Sao đồng ý dễ dàng dữ vậy? Hồi nãy tôi nói nhiều lắm mà anh đâu có đồng ý đâu. Hả? Thôi bỏ đi, anh ta chịu tới nhà mình ăn cơm, vậy là được rồi. Tốt mà. Sao vẫn chưa xuất phát? Anh đi, xuất phát. Từ lấy áo khoác nha. Áo khoác, áo khoác. Áo khoác. Xuất phát. Ê, hai người tính ra ngoài hả? Ông chủ à, lần trước đi về vội vàng quá, không có cơ hội giới thiệu với anh. Lần này hãy để người địa phương như tôi đích thân giới thiệu cho anh biết cảnh đẹp thung lũng bay. Tôi hứa chỉ nói sự thật thôi. Bộ cô định nói dối sao? Không có, đều là thật hết. Cáp treo mà bây giờ chúng ta đang đi là phương tiện duy nhất để vào thung lũng bay. Lúc tôi đi học điều dưỡng, vì cái cáp treo này mà tôi bị đặt một biệt danh. Biệt danh gì chứ? Cô gái bán vé hả? William, anh không lãng mạn chút nào hết. Mọi người đặt cho tôi một biệt danh, đó là nàng lọ lem. Bởi vì chuyến cáp treo cuối cùng đi lúc 10 giờ tối. Nếu không lên đó kịp thì tối đó phải ở lại nhà ga ngủ cho đến sáng. Mùa hè thì rất nhiều muỗi, mùa đông trời rất lạnh giá. Thật là đáng thương. Nhà thủy tinh của cô thì sao? Tôi biết rồi, không có sai của cô đâu. Thẩm William, anh không lãng mạn chút nào hết. Rồi, điều đó không có quan trọng. Anh thật là đáng ghét. Tới rồi, tới rồi. Rẽ trái 90 độ. Mẹ ơi, con về rồi. Về rồi à? Trần Vũ Hy. Hiểu Lâm. Là bạn thân của Vũ Hy đó. Không sao đâu. Thôi, đi đi đi. Rẽ phải 90 độ. Về rồi à? Sao cậu lại đây vậy? Mình hả? Hôm nay mình tới đây để giao nấm hương mà mẹ cậu đã đặt. Chào anh. Chào cô. Bác gái à? Hả? Bác quá đáng thiệt đó. Vũ Hy về nhà, tại sao không chịu mời con ở lại ăn cơm chứ? Bởi vì hôm nay bác định mời ông chủ và Vũ Hy tới nhà bác ăn cơm. Được rồi. Anh là ông chủ của Vũ Hy phải không? Chào anh, tôi tên Dư Hiểu Lâm. Mình có chuyện muốn nói với cậu, chúng ta vào trong đi. Đi. Xin lỗi cậu, tôi thật sự không biết tại sao hôm nay Hiểu Lâm tới nhà chúng tôi. Không sao đâu, cô ấy là bạn của Vũ Hy, tôi tin cô ấy. Bác gái à, cảm ơn bác mời tụi con ăn cơm. Tôi nên cảm ơn các cậu mới đúng. Cảm ơn cậu. Trần Vũ Hy, có phải ông chủ của cậu bị mù không? Không được nói với người khác biết không? Biết rồi, biết rồi.
Ông chủ của cậu thật sự rất tội nghiệp. Anh ấy không chỉ bị mù mà vợ sắp cưới cũng chết. Nè, đừng nhắc chuyện vợ sắp cưới trước mặt anh ấy nữa. Nhưng mà cô ấy đã rời xa anh ấy lâu lắm rồi. Anh ấy dẫn tới nhà nghỉ tìm bánh quy để tìm lại hương vị trong quá khứ của hai người họ. Chắc là anh ấy yêu vợ sắp cưới lắm không? Đúng vậy. Tại sao một tình yêu lãng mạn như vậy lại không có một kết quả tốt đẹp chứ? Đúng vậy. Một người chung thủy giống như anh ấy, tại sao mình lại không tìm được một người nào hết vậy ta? Nói thật không đó? Hồi nãy cậu vừa nhìn thấy William, hai mắt của cậu liền sáng lên. Mình đâu có. Sao không có chứ? Cậu xấu hổ với gì? Cậu làm gì nè? Chà, trời ơi, mình có làm gì đâu. So với Hiểu Lâm thường ngày, hoàn toàn không giống. Không có là không có. Nè, nói thật đi, cậu thích anh Thẩm William đó rồi phải không vậy? Không có thích mà. Còn nói là không thích. Ở trên mặt của cậu đó viết chữ rõ là rất thích nữa kìa. Trần Vũ Hy, cậu đọc tiểu thuyết tình yêu hơi bị nhiều rồi đó. Không có, không có đâu. Ê, dám đánh vào ngực mình nữa chứ. Sao hả? Mình muốn sờ ngực cậu đó. Mình sờ nha. Cậu mà sờ ngực mình, mình sẽ nói bí mật của cậu đó nha. Nè, mình làm gì có cậu bí mật. Cậu nói đi, nói đi, nói đi. Nói cậu đi, chắc cậu luôn đâu. Làm gì có, dạ, làm gì có. Không có nha. Đi mua nước tương cho mẹ đi. Ờ. Con kỳ cục quá. Tại sao con lại kêu khách và bạn của con đi mua nước tương? Mẹ à, con đang là bà mối. Con muốn giúp cho đôi trai tài gái sắc xây dựng một cầu tình yêu. Con nói William và Hiểu Lâm. Trời ơi, không chịu nói sớm. Hôm khác mẹ mời William và Hiểu Lâm tới đây ăn cơm. Phải đó, nhớ nha. Được rồi, vậy vậy đi, con và cậu Phương ngồi ở đây nói chuyện, mẹ đi nấu cơm ha. À, cậu Phương à, ngồi đi chơi nha. Ông chủ à, hết trà rồi, để tôi rót cho anh. Sao tay lạnh dữ vậy? Uống trà nóng đi. Cầm chặt chưa, cầm chặt chưa. Cảm ơn. Lạ quá, tại sao hôm nay thung lũng bay lại lạnh dữ vậy? Anh chờ một lát để tôi lấy đồ. Nè, cho anh cái này. Cầm chặt vô. Đây là túi giữ ấm. Nếu tay ấm, cơ thể anh chắc chắn cũng không lạnh nữa. Cảm ơn. Không có gì. Tại sao cô lại cười? Tôi nghe nói người nào có tay chân lạnh rất dễ dàng bị xúc động. Bình thường không dễ yêu người khác, nhưng một khi đã yêu rồi, họ sẽ rất chung thủy. Vả lại những người này rất nhạy cảm, rất chu đáo. Có nhiều khi họ tỏ ra thờ ơ đối với sự việc ở xung quanh mình, nhưng thật ra vì họ bao dung người yêu cho nên giả bộ không biết gì hết. Tôi cảm thấy rất là chính xác. Nghe cô nói như vậy, tay chân lạnh
hình như là một điều không đến nỗi tệ lắm. Đương nhiên đây là điều tốt rồi. Điều này chứng tỏ anh là một người rất chu đáo mà còn rất chung thủy nữa. Tôi còn nghe nói những người này đối xử với bạn rất tốt, rất rộng rãi. Và còn... Vũ Hy, cô làm sao vậy? Ông chủ, hãy cảm nhận đi. Cảm nhận được gì chứ? Đây là... Là tuyết. Là tuyết trắng lãng mạn. Tốt quá rồi. Họ lại có thể đoàn tụ được rồi. Đoàn tụ? Là một đôi trai gái yêu nhau. Ở thung lũng bay này có một truyền thuyết rất đẹp và rất buồn. Cách đây rất lâu, có một đôi trai gái yêu nhau. Bởi vì sự phản đối của gia đình, cho nên họ chia tay. Trước khi chia tay, hai người họ đã hẹn gặp nhau ở ngay thung lũng mây này. Họ nói cho nhau nghe nỗi đau của họ khi phải chia tay nhau. Và ngay lúc đó, tuyết trắng ở trên trời đã rơi xuống dày đặc. Cô gái đã hứng những bông hoa tuyết. Và hứa với chàng trai rằng khi thung lũng bay có tuyết rơi thêm một lần nữa, cô ấy sẽ quay trở về bên cạnh chàng trai và đoàn tụ gia này. Vậy nên hoa tuyết thuần khiết này chính là vật minh chứng cho tình yêu của họ. Sau đó thì sao? Sau đó chàng trai đã chờ đợi cả cuộc đời, nhưng mà vẫn không thấy tuyết rơi. Vào cái ngày trước khi anh ấy rời khỏi cuộc đời này, cuối cùng anh ấy đã nhìn thấy tuyết rơi ở thung lũng bay. Còn người con gái anh ấy chờ đợi, cô ấy đã giữ lời hứa trở về với anh ấy, đoàn tụ với anh ấy. Vậy nên sau này mọi người mới nói là lúc thung lũng bay có tuyết, điều đó có nghĩa là cô gái sắp trở về đoàn tụ với chàng trai. Ông chủ à, anh có muốn tới
nơi mà họ đã đoàn tụ không? Ông chủ à, tới rồi. Ở trước mặt anh là một cái cây lớn. Gốc cây cũng chính là nơi ngày xưa họ đã thề hẹn gặp lại nhau. Ông chủ à, anh có biết không, tuy là cuối cùng chàng trai cũng gặp được người mình yêu thương, nhưng mà tôi cảm thấy trong câu chuyện tình yêu này vẫn còn một điều gì đó rất đáng tiếc. Hai người họ đã gặp nhau rồi mà, sao lại có điều đáng tiếc? Đương nhiên là có rồi. Chàng trai đợi cô gái trong một thời gian rất dài. Anh ấy sống trong nỗi đau khi để mất cô gái. Và anh ấy đã quên đi, vẫn còn rất nhiều người thân và bạn bè thương yêu anh ấy. Và cũng đã bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp, kể cả hạnh phúc nữa. Tôi nghĩ chàng trai không cố ý làm như vậy. Nỗi đau mất đi người yêu không ai có thể hiểu được. Những người khác không biết cái chàng trai này bị mất không chỉ là một người mà là cả một thế giới. Anh ấy chắc chắn cảm thấy giống như thời gian đang dừng lại vậy đó. Cho dù mặt trời vẫn mọc giống như bình thường, anh ấy cũng không nhìn thấy hy vọng, không tìm được hướng đi lên phía trước. Anh ấy cảm thấy mình rất bất lực, đắm chìm trong bóng tối của sự tuyệt vọng. Tôi thì không nghĩ giống như anh. Tôi tin là chỉ cần chàng trai chịu dang rộng cánh tay ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều người giúp anh ấy bước ra khỏi bóng tối. Mẹ tôi từng nói, so với những thứ mà anh đã mất đi, những người thân đang ở bên cạnh anh quan trọng hơn. Họ rất cần anh quan tâm và yêu thương. Nếu người thân của anh thấy anh đau khổ, buồn bã, họ chắc chắn cũng rất đau khổ buồn bã, thậm chí còn đau khổ hơn anh. Ông chủ à, ở những nơi lạnh giá nhất có thể sưởi ấm bằng tình yêu, ở những nơi tối tăm nhất cũng có thể chiếu sáng bằng tình yêu mà. Nhưng điều quan trọng nhất là anh phải dang rộng cánh tay của mình ra để đón lấy những người yêu thương anh. Sự hy vọng của mọi người không thể thay đổi thế giới của anh được. Tôi cảm thấy nếu như
Anh không chờ đợi trong đau khổ, anh chắc chắn sẽ tiến gần đến hạnh phúc hơn. Vui hay là không vui, chỉ có một mình anh mới quyết định được thôi. Sao hả? Đồ ăn hôm nay có hợp khẩu vị không? Chỉ một chữ thôi, Tuyết. Con cảm ơn bác. Cậu đừng có nói như vậy, tôi đã nói rồi mà, tôi phải cảm ơn các cậu mới đúng. Tôi xong rồi, chúng ta đi được rồi đó. Khi nào rảnh tới chơi nha. Dạ được. Mẹ. Mẹ. Ừ. Cha con sẽ nhớ mẹ lắm đó. Được rồi, nhớ làm việc chăm chỉ nha. Dạ. Bye bye. Con yêu mẹ. Ừ, được rồi, yêu con. Bác gái, tạm biệt. Tạm bác. Biệt, tạm biệt. Bye bye. Bác gái, tạm biệt. Rảnh tới chơi nha. Cẩn thận đó. Ông chủ à, cảm ơn anh. Tôi hứa sẽ về nhà trước 10 giờ. William. Ừ? Làm phiền anh chở ông chủ về nhà trước nghe. Được rồi, cô hãy đi nhanh đi. Cảm ơn, tạm biệt. Tạm biệt. Hồi nãy lúc chúng ta ăn cơm, hai mẹ con họ gắp đồ ăn cho nhau. Tôi nghĩ họ rất thương nhau, giả lại còn thương nhau hơn là mẹ con ruột nữa. Đúng vậy. Chúng ta hứa giữ bí mật gốc gác của Vũ Hy giùm bác ấy. Xem ra lần này chúng ta đã làm đúng rồi đó. Có nhiều khi không biết gì cũng là một kiểu hạnh phúc. Chịu quá à. Ai đó? Anh yêu, nhìn nè, em mang đến rất nhiều đồ ăn mà anh thích ăn đó. Còn có một ít trái cây, ngọt lắm nha. Anh chắc chắn sẽ thích cho xem. Cái này hình như là cải thảo muối. Còn có thịt kho tàu mà anh thích ăn nhất nữa. Tôm rim và một ít cá. Cái này là cà rốt, thịt gà thái hạt lựu nữa. Và bắp cải, anh còn có thôi. Cơm nữa. Hả? Anh no rồi sao? Ừ. Không sao hết, để em bỏ vào tủ lạnh nha. Để em bỏ hết vào tủ lạnh mà anh lấy ra cũng được. Bỏ vào tủ lạnh, trái cây thì để đây. Để đây được rồi. Nè, anh yêu à, chừng nào anh muốn ăn thì cứ lấy ra hâm nóng lại là ăn được rồi nha. Có một số món không được để quá lâu, nên phải ăn cho mau hết nha. Em sẽ ghi lại hết cho anh, không thôi lại quên nữa. Cải thảo muối nhanh hư hơn các thứ khác. Ăn cải thảo muối trước. Anh yêu à, lâu rồi hai chúng ta không có hẹn hò. Hay là cuối tuần này chúng ta cùng đi xem phim có được không anh? Anh muốn thứ bảy đi xem hay là chủ nhật đi xem? Em sẽ xin phép.
Hay là chủ nhật đi đi. Vì thứ bảy anh tới phòng tập thể hình. Được rồi, vậy thì chủ nhật. Chủ nhật hẹn hò với anh yêu nè. Thời gian trôi qua nhanh thiệt. Sắp đến ngày kỷ niệm lần đầu tiên chúng ta hẹn hò rồi đó. Chuyện qua lâu lắm rồi mà em còn nhớ rõ vậy sao? Đương nhiên là em nhớ rồi. Không chỉ lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên ôm nhau, sinh nhật của anh, lần đầu tặng hoa cho em, ngày kỷ niệm chúng ta quen nhau. Tóm lại chỉ cần là ngày có liên quan tới hai chúng ta, em đều nhớ như in ở trong đầu vậy đó, không sót ngày nào. Phải, chuyện gì? Thứ bảy và chủ nhật này, chọn ngày để học sao? Thứ bảy thì... Không được. Hay là chủ nhật đi. Được. Vậy phiên anh liên hệ với phòng kinh doanh dùm. Nói với họ chuẩn bị tài liệu. Chủ nhật chúng ta thảo luận trong cuộc họp. Ok, bye bye. Không phải hồi nãy anh vừa hứa với em là chủ nhật này chúng ta cùng đi xem phim hay sao? Anh xin lỗi. Vậy hay là gì? Bữa khác chúng ta đi được không? Anh cứ lo việc của anh đi. Em về đi. Em yêu. Em yêu. Em yêu. Em cũng biết rất khó hẹn với huấn luyện viên thể hình. Công ty lại mở cuộc họp đột xuất nữa. Không sao đâu. Em hiểu mà. Đợi chừng nào anh có thời gian rồi chúng ta hãy đi. Anh đưa em về. Không cần đâu. Em đi xe buýt cũng được rồi. Không sao đâu, anh đưa về. Em không cần thật mà. Anh còn phải làm việc nữa. Anh cứ lo làm việc trước đi. Đừng có thức khuya quá. Được rồi, em về cẩn thận đó. Ngủ ngon. Đợi đã. Bên ngoài lạnh lắm, đừng để cảm lạnh nha. Bye bye.